Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để bốc lại bát hương. Bốc lại bát hương trong năm 2021 Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch này. Thì từ giờ đến Tết thì sẽ có những ngày nào để bốc bát hương đẹp nhất? Đấy, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên để chọn ngày bốc bát hương thì chúng ta cũng phải chọn ngày đẹp đúng không ạ? Cái ngày mà thần Phật, ngày thánh thần mà đang ở trên trời đang cư ngụ hoặc là cho làm những cái việc đó, chứ không phải chúng ta đè ra và chúng ta bốc. Thì trong tháng 12 âm lịch thì có những ngày nào tốt để chúng ta cùng theo dõi nhé. Tháng 12 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 và âm lịch nó là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Ngày mùng 1 là ngày Bính Thìn đúng không ạ? Ngày mùng 1 là ngày Bính Thìn, tháng 12 nó là tháng Thiếu, là tháng Tân Sửu. Ví dụ như là thường ấy, thì ở trong dân gian nhà chúng ta ấy, thì vẫn thường bốc bát hương vào ngày 23 đúng không? Ngày 22 hoặc ngày 23 Tết. Đấy. Nhưng mà ngày đó rất cập rập đúng không? Hai ngày đó thì cũng không phải là ví dụ như đó là ngày Tý chẳng hạn, thì sẽ xung với những người tuổi Ngọ rồi thì là cũng không bốc được đúng không ạ? Hoặc là bốc cũng sẽ không được tốt trọn vẹn. Hoặc là gì? Những ngày 23 thì đó là ngày Mậu Dần chẳng hạn. Mậu Dần thì thân, những người tuổi Thân bốc cũng sẽ không tốt. Đấy. Hoặc là những ngày gì? Ngày Đinh Sửu. Ngày Sửu thì tuổi Mùi bốc không tốt. Và ngày Bính Tý đấy thì nó sẽ là ngày gì? Ngày những tuổi Ngọ bốc không tốt. Đấy. Thì không phải là gì? Cứ đợi 23 bốc thì ai bốc cũng được. Đấy. Đâm ra chúng ta sẽ phải lựa chọn cái thời điểm bốc để cho nó thích hợp. Thứ nhất là gì? Mình chủ động được thời gian, mình sắp xếp được thời gian. Thứ hai là gì? Nó tốt cho mình. Thứ ba là gì? Tốt cho cái việc mà mình làm. Đấy. Cụ thể là cái việc bốc bát hương. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào phân tích. Thì như tôi đã nói, ngày tốt đầu tiên là ngày Canh Thân. Đấy. Ngày Canh Thân là ngày mở cửa ngũ phúc. Đấy. Cửa trời mở rộng, đâm làm tế lễ thượng biểu bốc bát hương là ngày đại cát, là tốt, được phúc hưởng phúc 100%. Đâm quý vị có thể chọn ngày mùng 5 tháng 12. Ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch nó là ngày Canh Thân và nó là rơi vào ngày mùng 7 tháng 1 dương lịch năm 2022. Ngày tốt thứ hai đó là ngày Giáp Tý và ngày Ất Sửu. Ngày Giáp Tý và ngày Ất Sửu thì là các thần đều ở dưới đất. Đấy, nếu làm về chay lễ cầu thần Phật, cầu phúc, cầu tài, bốc bát hương thì được phúc 100%, tức là ngày này là ngày cầu phúc tế tự rất là tốt. Nên quý vị có thể dùng ngày này để bốc bát hương. Đó là ngày mùng 9 là một này, ngày mùng 10. Đấy. Ngày mùng 9 mùng 10 là ngày Ất Sửu và ngày Giáp Tý. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là ngày 3 ngày là ngày Đinh Mão, ngày Mậu Thìn và ngày Kỷ Tỵ. Đây. Ngày Đinh Mão, ngày Mậu Thìn, ngày Kỷ Tỵ. Đấy, nó rơi vào cái gì cũng không quan trọng là gì? Nó là ngày bốc bát hương tốt. Trong ba ngày này, ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ thì bách thần ở dưới đất, ba ngày này rất tốt cho việc bốc bát hương, cầu phúc, tế lễ và làm việc lễ bái thì được tốt 100%. Đấy cũng rất là tốt đúng không ạ? Như vậy chúng ta là gì? 6 ngày rồi. Tiếp tục này, ngày tốt tiếp theo là ngày gì? Ngày 19 tháng 1, tức là ngày 17 âm lịch tháng 12 đấy. Nó là ngày Nhâm Thân. Ngày Nhâm Thân thì chư thần ở trên trời rồi lại xuống địa phủ. Nếu mà tế tự cầu phúc thượng biểu bốc bát hương ấy thì cũng sẽ được tốt cho tháng 12. Tiếp theo là ngày 18, 18 là ngày Quý Dậu. Ngày Quý Dậu nó là ngày bình thường, nói chung là làm thì quý vị nếu mà trong trường hợp phải làm thì quý vị làm được. Nó cũng không xấu, không tốt. Ngày Quý Dậu và ngày Giáp Tuất, đây là hai ngày làm được bình thường. Ngày Quý Dậu, ngày Giáp Tuất, ngày Ất Hợi này. Đấy. Ba ngày này là tiểu cát thì quý vị cũng có thể làm được trong ba ngày này. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là ngày Kỷ Mão. Ngày Kỷ Mão và ngày Canh Thìn. Ngày Kỷ Mão và ngày Canh Thìn. Kỷ Mão và Canh Thìn thì các thần tại địa phủ, nếu ai làm tế lễ cầu phúc thì cầu phúc cho con cháu hoặc là những bốc bát hương tế lễ thì được gì? Thì được vinh hoa phú quý. Vì đây là ngày gì? Ngày sinh nhật của Tiên Thánh. Đâm ra là rất là tốt. Thì các bạn bốc bát hương vào ngày này cũng rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là ngày 29, ngày 29 Tết và ngày mùng 1 Tết. Đây cũng là ngày cực tốt nhưng mà không ai bốc bát hương vào cái ngày mùng 1 Tết cả, ngày 29 Tết cả. Vì tháng 12 là tháng Thiếu đúng không? Đây là Tết rồi. Rồi chúng ta sẽ không bốc bát hương vào ngày này nữa. Đó. Đó là những ngày tốt để bốc bát hương trong cái tháng 12 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Thì quý vị có thể lựa chọn những ngày tốt này. Thứ nhất là gì? Nó không xung với tuổi của mình. Những người ngày nào nó không xung với tuổi của mình thì bốc được sẽ tốt. Thứ hai là gì? Nó hợp với tuổi của mình hoặc bổ trợ cho mình. Hoặc đó là lộc mã quý nhân của mình.
thì mình sẽ sử dụng bốc thì nó sẽ được tốt nhất. Thì như quý vị đã biết, những ngày xưa từ xưa đến nay thì cái việc bốc bát hương là việc hết sức quan trọng đúng không ạ? Và cái quan trọng hơn ấy, chủ yếu bốc hương là chúng ta phải chuẩn bị những đồ vật để bốc bát hương đúng không ạ? Thì các cụ nhà ta trước đến giờ vẫn sử dụng các những cái thứ bao sao để bốc bát hương này. Một là gì? Cho nếp này. Cho nếp để bốc bát hương, đúng không ạ? Cho nếp. À, đấy, để bốc bát hương thì có cho nếp. Có gì? Ngũ vị hương để cho bát hương cho thơm, hoặc là gì để bao sái, lau chùi bát hương. Đấy. Thứ ba là gì? Kẹo ba thần tài để kích tài lộc cho bát hương nhà mình. Và thứ tư là gì? Thứ tư là cái gói thất bảo. Cái thất bảo trong bát hương là cái cực kỳ quan trọng. Cái cực kỳ quan trọng là cái bắt buộc phải có trong bát hương. Đấy. Tại vì sao? Cái bát hương ấy muốn lưu giữ được linh khí thì trong bát hương thì phải có cốt. Mà cái cốt thất bảo này là gì? Là những bảo vật của nhà Phật, là cái thứ cúng dường cho Đức Phật Thích Ca khi ngày giáng thế. Thì trong cái thất bảo của phong thủy độc tài thì có những thứ sau này. Đầu tiên là cái gói thất bảo này, thất bảo chuẩn. Trong thất bảo này có gì? Vàng bạc, đúng không? Mã não, san hô đỏ, phỉ thúy, ngọc trai và hổ phách. Đấy. Kèm theo ở trong đó có thêm cái gì? Cái chỉ ngũ sắc. Đấy. Để điều hòa ngũ hành trong cái bát hương. Đấy. Thì trong cái cốt thất bảo của nhà Phật thì sẽ có những thứ này chuẩn như này, đúng không? Ngoài ra thì gì? Có một cái hai mỗi một cái cột bộ cốt thất bảo của phong thủy lộc tài sẽ kèm theo cho quý vị hai tờ di hiệu để quý vị có thể là gì ghi cái bát hương đó thờ cúng ai. Thế đây quý vị ghi theo chiều này nhé, đây chiều từ trên xuống này đó. Thứ ba là gì? Sẽ có một tờ giấy trang kim để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo trong trường không bị hỏng trong quá trình bát hương bị hóa. Đấy. Và tiếp theo là gì? Có một cái chầm, khi mà bốc xong bát hương ấy, thì mình sẽ sử dụng cái chầm này mình đặt lên mình xông cho bát hương, tẩy uế cho bát hương trước khi mình đưa lên thờ cúng. Đấy. Thì ngoài cái những cái đồ này ra thì phong thủy độc tài, thầy Gia Cát cùng các thầy trong phong thủy độc tài sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cái nghi lễ, những cái ngày tốt để bốc bát hương. Đúng không ạ? Và tốt cho ai? Tức là xem ngày tốt cho quý vị là một để bốc này. Thứ hai là gì? Hướng dẫn các nghi lễ, các nghi thức và cách bốc bát hương chuẩn từ A đến Z. Đấy. Đấy. Và sẽ cho quý vị một cái quy trình bốc bát hương và sau đó để cho quý vị làm như được chuẩn chỉ và yên tâm nhất. Hướng dẫn cách viết di hiệu cũng cái gói thất bảo chi tiết. Đấy. Đấy là cái bộ cốt thất bảo của phong thủy độc tài. Thì quý vị có thể thỉnh cái cốt thất bảo này và cái những cái đồ bốc bát hương này tại phong thủy độc tài. Đấy. Đây là đồ hoàn toàn là đồ thật, vàng thật, bạc thật, mã não, san hô đỏ toàn là đồ thật chứ không phải là đồ hàng mã. Đấy, nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Hơn nữa những cái đồ có thất bảo này thì sẽ được thầy Gia Cát cùng các thầy là khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị để cho quý vị chọn được những ngày tốt nhất để bốc bát hương được cắt lành may mắn. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị có thắc mắc hoặc là đóng góp ý kiến thì xin mời quý vị hãy comment trực tiếp hoặc gọi trực tiếp đến cái số hotline của chương trình để được tư vấn. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Ngày bốc bát hương tốt trong cái tháng 12 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thứ nhất, ngày đầu tiên là ngày mùng 5 tháng 12 là ngày Canh Thân, nó là ngày mùng 7 tháng 1 dương lịch. Thứ hai là gì? Ngày mùng 9 là ngày Giáp Tý, nó là ngày mùng 1 là 11 tháng 1 năm 2022. Thứ ba là ngày mùng 10 ngày Ất Sửu, nó là ngày 12 tháng 1, đúng không ạ? Thứ ba là ngày gì? Thứ tư là ngày gì? Ngày Đinh Mão. Ngày Đinh Mão thì nó là gì? Ngày 12. Và thứ năm nó là ngày Mậu Thìn. Đúng không ạ? Nó là ngày 13. 14 là ngày Kỷ Tỵ, đúng không ạ? 17 là ngày Nhâm Thân, đúng không ạ? 18, 19, 20. Đấy, là ngày Quý Dậu, Giáp Tuất và Ất Hợi. Và thêm nữa sau 23 ấy, tức là chúng ta nên bốc trước 23, đúng không? Sau 23 thì có 2 ngày nữa là ngày 24 và 25. Thì trong trường hợp quý vị mà có thể là gì mà đi làm xa không bốc được ấy, thì chúng ta có thể chọn ngày được cái ngày 25 này. Chúng ta về muộn chúng ta có thể ngày làm ngày 25 này được rất là tốt. Đó là những ngày tốt để bốc lại bát hương. Thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline của chương trình để được hỗ trợ về việc chọn ngày bốc bát hương được cắt lành nhất, may mắn nhất theo tuổi của mình. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo của chương trình.